Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Bí quyết giữ sức khỏe cho mùa quân cấp. Thưa quý vị và các bạn, theo trang tài tiếng nói thành phố Hồ Chí Minh, hãy xem bóng đá cùng với những người bạn và tham khảo thêm một số bí quyết để giữ gìn sức khỏe trong những ngày diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới 2018. Hãy bảo vệ đôi mắt. Theo nghiên cứu, khoảng cách ngồi xem TV tối thiểu sẽ gấp đôi kích thước màn hình khoảng cách xem tivi tối đa sẽ gấp 3 kích thước màn hình. Đừng xem tivi trong bóng tối, để bảo vệ đôi mắt, hãy xem tivi trong môi trường được chiếu sáng đều và vừa đủ. Hãy tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa trận để cho mắt nghỉ ngơi. Ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, bạn cần ngủ đủ khoảng 8 tiếng một ngày, ít nhất cũng 6 tiếng trên ngày. Hãy sắp xếp ngủ bù nếu trước đó thức khuya sẽ mong đá hoặc chỉ chọn lọc những trận quan trọng để xem nếu sáng hôm sau bạn vẫn phải đi làm. Ăn đủ chất, uống đủ nước, các thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng như trái cây, sữa tươi nên được ưu tiên trang bị trước mỗi trận đấu. Và đặc biệt với cánh mày dâu thì thường có thêm vài chai bia để giải khát giữa các trận đấu nhưng hãy uống có trách nhiệm và trong tầm kiểm soát. Nên xem cùng người khác thay vì theo dõi trận đấu một mình để hạn chế stress cùng các cảm xúc tiêu cực. Theo tạp chí Đông Y, mùa hè nóng bức, thịt vịt là thực phẩm rất được ưa chuộng. Theo Đông Y, thịt vịt vị ngọt mặn, tính bình, vào tỳ vị, phế thận, có tác dụng tư âm, dưỡng vị thanh nhiệt, lợi thủy, tiêu thũng. Xin giới thiệu một số món ăn thuốc từ thịt vịt. Vịt hầm đậu đỏ, vịt một con nhỏ, đậu đỏ nhỏ hạt 200g, thảo quả 10g, hành sống, vịt làm sạch, đậu đỏ xay, ngâm mềm đãi sạch, thảo quả tán nhỏ, cả hai dược liệu cùng cho vào bụng vịt khâu lại, thêm nước, đun to lửa cho sôi, chuyển đun nhỏ lửa cho chín nhừ, thêm hành, tiêu, gừng và gia vị tốt nhất không nên cho muối. Dùng cho người đau đầu, chóng mặt, nôn ói, phù nề, tiểu ít. Vịt hầm nhân sâm bạch quả liên nhục đại táo. Vịt một con nhỏ, đại táo, liên nhục, bạch quả, cả ba vị thuốc đều lấy 49 quả, nhân sâm 3 gam. Vịt làm sạch, đại táo tách bỏ hạt, liên nhục, bỏ ngâm bóc bỏ vỏ và tâm sen. Bạch quả bỏ vỏ quả và ruột, nhân sâm thái lát nhỏ vụn, dùng rượu, nước tương và dầu thực vật quét đều ngoài da và trong bụng vịt, sau đó cho cả bốn vị thuốc vào bụng vịt khâu lại hầm chín. Khi ăn thêm gia vị thích hợp, dùng tốt cho người thiếu máu, suy nhược, ăn kém. Vịt hầm sa sâm ngọc trúc, vịt một con nhỏ Sa sâm ngọc trúc mỗi thứ đều 50 gram. vịt làm sạch, dược liệu cho vào túi vải xô, tất cả cho vào nồi, thêm nước hầm chín, bỏ bã thuốc, thêm gia vị, dùng thích hợp cho người âm hư, biểu hiện miệng khô khát nước, táo bón, đái tháo đường. Vịt hầm tỏi, vịt một con nhỏ, tỏi 30g, vịt làm sạch, tỏi đập dập cho vào bụng vịt khâu kín, đun cách thủy cho chín, sau khi vịt chín cho sang nồi khác, thêm gừng tươi, bột tiêu, hành sống, gia vị và lượng nước sôi thích hợp, đun tiếp 30 phút là được dùng tốt cho người phù nề, tiểu ít. Dùng tốt cho người phù nề, tiểu ít. Vịt hầm tạo biển, tạo biển 120 g vịt một con nhỏ, tạo biển ngâm rửa luộc qua thái lát. Vịt làm sạch thái lát, cho cả hai thứ vào nồi, thêm nước và gia vị hầm nhừ. Một tuần ăn hai lần, món này rất tốt cho người bị bướu giáp trạng, lành tính, bướu cổ do thiếu iốt. vịt hầm trùng thảo, vịt một con nhỏ, đông trùng hạ thảo 10 g, vịt làm sạch, đông trùng hạ thảo, gừng, hành cho trong bụng vịt khâu lại, cho muối tiêu gia vị, thường thêm chút rượu. Đặt trong nồi thêm ít nước đun nhỏ lửa 2 giờ cho chín nhừ, dùng cho người ho suyễn, vã mồ hôi, đau lưng, di tinh do âm hư. Kinh kỵ người bị cảm cúm, tiêu chảy nên dùng hạn chế quý vị và các bạn thân mến tới đây chúng tôi xin được khép lại một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình hương yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt